Mấy hôm nay mưa liên tiếp, giờ không có gì quay quay mấy đứa học sinh đi học về. Đây là con đường làng ở Sóc Triết. Này mấy đứa này là mấy đứa học sinh rồi. Sinh ở cô tô học sinh cô tô nó trốn học nè, phải không? Không trốn học sao giờ này người ta chưa tan trường mà đi tùm lum tùm la vậy? Thôi giả ổ bánh mì lên cho coi coi. Cỡ gì trời. Con bé lại cũng đẹp lắm. Người Khmer á, nhất là mấy đứa lai nó đẹp hơn người Việt à, chỉ do có nước da ngập thôi, nhưng mà có nhiều đứa cặp mắt nó đẹp như Ấn Độ. Đây cái làng này là cái làng Sóc Triết ở làng lòng vòng cũng đẹp lắm. Ở lướt đáy lướt chương mới gì hết chạy lướt đáy lướt chương. Tưởng đi học về mấy hôm nay mưa liên tiếp, giờ không có gì quay quay mấy đứa học sinh đi học về đi con đường làng. Cái này lên đường này là con đường đường Hương Lộ, Hương Lộ 17. Mấy đứa này ra chắc đang ở Tàu Bò. Đấy, chân phần ăn nữa đấy. Đấy, chân phần ăn nữa. Cái đoạn này nước ngập mênh mông. Hả? Sao? Chạy tay một con sợ cái. Biết. Chỗ này sao mà nước dữ vậy? Chỗ này nó không có đường thoát, nước thoát trở ra nó ngập lên láng ở đây.
trong cái tháng này á mà các bạn đi ở Tri Tôn mà gặp mấy cái chùa người ta treo mấy cái cờ gì nè, đó là thường là người ta có tổ chức lễ dân y, người ta có để trên con Katrina Maha Samki, là ở trong này là người ta có cái chùa này á, là người ta đang chuẩn bị làm cái lễ dân y á. Tại vì cái lễ dân y á, nó có cái thời hạn của nó, chỉ trong vòng làm lễ dân y trong vòng một tháng thôi, sau lễ trung binh là tới hình như là tới lễ dân y. Cái chùa này hình như có cái tên là chùa B52 luôn nè. Cái thư cái thân đó cá vào cái thư cái thân cá ngày mai ở đây làm chùa Cái Thinh là bắt đầu vô ngày mai. Ở đây mới chuẩn bị rồi. Chùa này như là tên Việt Nam ta gọi là chùa B52. Mà tên chùa nãy kêu bằng cái gì thì xăm say gì đó. Chùa Khmer là đặc biệt là có mấy cái tháp này. Saman anh phải ăn này đi. Vì mơ anh Saman là anh phải ăn nó ban hello. Cái này tụi nó tắm ao chùa. Ngọp mắt đấy, một tô bốc ngọp mắt đấy. Cái lễ dân y của người Khmer á, gọi là Cà Thinh á, nó có hai loại. Một loại là Cà Thinh Sam Ki, là cái đó ở trong ở làng ta làm. Ở trong làng á, bà con ta tổ chức ta làm, rồi ta mới quyên góp đầu làm cái đó. Tiền bạc gì đó người ta đeo vô cúng chùa, ta làm ở địa phương, làng nào thì ta tổ chức ta làm theo cúng cái chùa đó. Còn loại Cà Thinh nữa là người ở chỗ khác nhưng mà người ta làm lễ Cà Thinh, người ta mới đưa cái Cà Thinh đó đi cúng cái chùa ở chỗ khác, cái đó là người ta có chủ, có một người đứng ra tổ chức. Người ta làm, ví dụ người ta ở huyện hay ở xã nào khác á, người ta tổ chức rồi trong ấy lấy cái thành quả, cái đồ đạc hay là tiền bạc mà bà con ta cúng á, trong ấy đem đi vô cúng một cái chùa ở chỗ khác. Nó có hai loại Cà Thinh, cái này là ở bên Nam tức là trời mưa tới à.
chim. Chim mới sáu nữa. Lốc phất. Này chạy đường trong hẻm núi. Hai bên là núi. Lên dốc.